cách để mẹ bầu cảm thấy hạnh phúc khi mang thai, bé sẽ khỏe mạnh. Ngay từ khi chuẩn bị mang thai và trong suốt thai kỳ, việc đầu tiên mẹ bầu nên làm là cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ăn uống đủ chất theo tháp dinh dưỡng, mẹ bầu cần uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài ra, mẹ cũng cần sự trợ giúp của các viên uống bổ sung dành riêng cho bà bầu. Thứ hai, luyện tập. Bên cạnh chế độ ăn uống, mẹ bầu cần thường xuyên vận động. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến thai kỳ, chúng chỉ giúp cho cơ thể cả mẹ và bé khỏe mạnh. Cuối cùng là hãy làm những điều mình thích. Trong thời gian bầu bì, mẹ có thể cảm thấy lo lắng nhiều hơn về sự an toàn của bé cưng. Hãy bắt đầu chọn một loại hoạt động yêu thích để mẹ vừa có thể thư giãn mà thai nhi cũng cảm thấy vui vẻ. Khi mệt mỏi, mẹ bầu hãy tự nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Hoạt động này có thể giúp mẹ giảm đi cảm giác căng thẳng, stress. Những lúc cảm thấy căng thẳng, mẹ có thể nghe những bài nhạc yêu thích. Các chuyên gia cho rằng nghe nhạc đúng cách có thể giúp kích thích não bộ, tăng cường khả năng tư duy và rèn luyện thính giác cho bé từ trong bụng mẹ nữa đấy.